Thích chưa con? No. Hay ở đó chú kéo lên thôi. Cá nó mắc lưới con chứ không phải là cắn câu. Đi câu thì mới là cắn câu. Dài vậy nó khỏe chứ đứng câu vậy chứ mày hen. Đứng câu chờ nó ăn mồi chứ mày. Đấy, chú bỏ lên cả. Ủa, không có bỏ.